vậy nào chụp xong thì ra ngoài đó vậy khác thầy vàng đó hai người nó không biết nó bay không bụng đó biết bay đâu nhưng mà nó bay nãy giờ bây giờ cho dù gần nó cũng không bay nữa nó không bay nó gần bay cái bờ đó nó không chạy không mà giờ còn chưa đi cao cát đại phụ gà chị sư phụ sinh nào sư phụ đâu giờ đây giờ phụ đâu giờ đâu giờ phụ 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 đâu sư phụ đang nằm đấy đó thầy cát đang nhau đi sư phụ kìa nói đi con chỉ là mình đâu nghe cái đầu này cũng lạ con chồng vô cổ để tay nha vuốt nó cho để luôn nha con rồi vuốt nó vuốt để luôn nè nhẹ lên xin sư bác đỡ lên nè đỡ lên nè cái lên này trang rồi cát ai lên này tình con đừng có phá con nên đâu có phá con sư phụ đi con ai chưa xác ai chưa cát rồi phá nha con sợ ông còn ẩm con lên sư phụ nha nha à, lên đó lên sư phụ không có phá nha nó bị một cái chân đỡ đi đừng đụng chân đau mô Phật cũng bay mất xuống nữa cho đâu rồi dai lát nó bay xuống à bay xuống mà đi tìm sư phụ sáng giờ bay vòng mai mà thấy nè ngồi đây nó thấy nè nó bay vô đây xong nó bay trên đây nè rồi nó bay xuống thầy thiệt là hay đó thầy nói nó không có tình